Ok, xin chào cả nhà. Cả nhà thì tiếp tục chiều hôm nay Tấn cũng đi săn ong nữa nha cả nhà. Thì đi nãy giờ cũng gặp được tổ nè cả nhà. Tổ lớn lắm nha, đóng sát bên đất nè. Nhưng mà có sư huynh nào cắt trước rồi cả nhà. Nè. Sát bên nha. Không biết cắt hồi nào nữa. Tổ lớn dữ lắm nha. Ok, để Tấn làm đuốc á. Còn qua bắt cho cả nhà mình xem nha. Rồi, Tấn cũng vừa làm đuốc xong rồi nè cả nhà. Thắp làm cái đuốc cái dầu lắm nha. Rồi, để đốt cái đuốc qua bắt coi có mật không. Hay là không biết cắt lâu chưa nữa. Cái đuốc nó cháy ra qua sát bên nè cả nhà. Cháy bùng lên nó mới được cả nhà. Nè, cái bên nè. Đây là cái sát luôn. Không biết có ai cắt lâu chưa nó mới cắt rồi đó nha. Cái dấu cắt rồi nó không biết cắt lâu chưa. Quá trời chút mặt rồi cả nhà ơi. Ngon quá. Khui hàng coi. Ôi không. Ui dạ, quýnh. Quýnh Tấn này cả nhà. Để Tấn chèo lên mới được. Ồ, đi dướng. Đi dọn cái con chó coi. Quá đã luôn. Dưới một lùm cho nha cả nhà, thông cảm nha. Để quay cái bầu mật cho cả nhà xem nha. Nè, thấy không? Cả lít đó. Hết biết lớn nha. Đỡ sâu kìa.
có dướng là có nhà cũng thông cảm nha. Mới được. Trời ơi, tối nổ mà. Đó, chó bên trời tánh sủa hoài. Đi sụp. Chắc không được cả lết à. Đi sửa. Đi sâu nè. Rồi, giọt cái nhà. Ồ, chưa sâu quá nè. Dọn vô cho nó kéo dài cái tổ ra. Dép đâu rồi. Rồi, giọt cả nhà ơi. Rồi, đây là thành quả nè cả nhà. Đẹp lắm nha. Để tăng gỡ ra cái này được. Quay một cái điện thoại vô cũng hơi khó nha. Nè, cả nhà thấy không? Chất được lít mà. Thì cả nhà mình á có mua mật xài á thì liên hệ Tấn nha. Cái số điện thoại á thì Tấn để cái đường link bên dưới đó cả nhà. Okay, cả nhà mình xem thấy có hay á thì cho Tấn xin một like và một tim và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Để có cái tinh thần á cho Tấn cố gắng để đi bắt những tổ đẹp hơn, lớn hơn. Để chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Rồi, cuối clip thì Tấn cũng xin chúc cả nhà mình á có một ngày xem clip thật là vui vẻ nha cả nhà.